KATT. Two Z one sec. Bài cuối là mày nói thì pha mày chắc tin tụi tao diss một con đếm ba ngày mà đã có thai tắc. Tụi nó thường hỏi vì sao bài nào của tao cũng dài. Tao chỉ biết đó là màu sắc riêng của một trường phái ở trong rap Việt. Cho người muốn biên câu chuyện cuộc đời theo cách khác biệt, và người đến nghe cũng cần thời gian để biết nắm bắt được những ý niệm. Đấu là đấu cho tới cuối không cần đảng phái. Sống một đời rap từng câu chuyện nó đều phải đáng. Vâng mà tao viết thì cứ viết cho thật sảng khoái. Nếu mày chán vì chưa đủ trên thì điều tất yếu giữa chừng phải ngán. Người Việt Nam lười đọc sách, lười học cách để tìm lối riêng, nhưng lại thích có được thành công và nuôi giấc mơ để được nổi tiếng. Ghét nhạc tao là điều bình thường vì thích nhạc tao thì phải có duyên. Và nhạc tao rap chỉ để nói chuyện với những kẻ điên đang ngồi đối diện. Là nhật ký của nhiều sự kiện nên bài tao viết không phải một chuyện. Và câu chuyện mà tao đang viết không phải để vẽ ra mỗi cái thiện. Không phải lời chỉ được rời ra khỏi cái miệng, mà là khoảnh khắc cuộc đời chính tao đang phải đối diện. Đôi chữ tao thương mày lắm, miền Nam không ghét mày đâu. Cho dù tụi tao có thương mày lắm nhưng mà nhất quyết không ghét mày đâu. Mở rộng hình ảnh ra underground bằng cách bố láo, thì tụi tao biến nó thành di ảnh chung vùi vĩnh viễn với underground. Đôi chữ tao thương mày lắm, miền Nam không ghét mày đâu. Cho dù tụi tao có thương mày lắm nhưng mà nhất quyết không ghét mày đâu. Mở rộng hình ảnh ra underground bằng cách bố lão, thì tụi tao biến nó thành di ảnh trong vùi vĩnh viễn dưới underground. Không cần miêu tả hip hop của mày ngày nay rất ngầu, chỉ toàn dư chơi thứ thiệt chẳng có việc gì khi ngày bắt đầu. Ở trong này rất trọng danh dự, nhỏ hay bự thì đều phải đấu. Khi ngoài kia tụi mày rất giàu nên nhạc tiền nhau thì đứng ghế đầu. Tiền mày kiếm được đông bằng số, còn tiền tao kiếm được tính bằng giây. Nên tao phải đi thật chậm để còn tận hưởng từng phút từng giây. Làm biết hay không có nghĩa là rap phải giỏi, nên đừng có đặt cái tôi muốn biết cái gì thì đừng ngại hỏi. 2016 biết ta xài là mua hoặc mướn chứ không có mượn. Mày không thích hợp để lên sàn đấu thì đừng cố giấu chứ cho nó gượng. Như thường lệ mày sẽ out vì càng rap càng mất hình tượng. Tao cứ tưởng rằng mày đã chính nhưng cho đến cuối thì vẫn còn sượng. 10 năm một kiểu rap tao sẽ coi đó là lời khen. Lời khen cho sự kiên định của người viết rap chứ không tập quen. Với nhạc quẩy, với nhạc tim, với nhạc đú, mày làm game này nhạc vải đáng bạc tay cho một cú. Tao viết tiền lệ nguy hiểm, tao viết thể loại nhàn hạ. Tao viết những điều bình thường mà mang sức nặng lên đến ngàn tạ. Mày cắn xong rồi mày ao, thì phắn con mẹ mày mau. Lời kế mà tao còn gặp thì tao lại dạy dỗ cho mày sau. Tao viết tiền lệ nguy hiểm, tao viết thể loại nhàn hạ. Tao viết những điều bình thường nhưng mang sức nặng lên đến ngàn tạ. Mày cắn xong rồi mày ao, thì phắn con mẹ mày mau. Lời kế mà tao còn gặp thì tao lại dạy dỗ cho mày sau. Vũ Lan đại kế bình thiên hạ, đã bị ăn diss còn hao fame. Trò này trước đã thành thương hiệu, bọn fan chờ mắt chờ nhau xem. Vũ Lan lại sách dò lên chạy, hacker Facebook vào trung tâm. Vũ Lan đại kế bình thiên hạ, đã bị ăn diss còn hao fame. Nói chứ tao thương mày lắm, miền Nam không ghét mày đâu. Cho dù tụi tao coi thường mày lắm nhưng mày nhất quyết không ghét mày đâu. Mở rộng hình ảnh ra underground bằng cách bố láo, thì tụi tao biến nó thành di ảnh trong vùi vĩnh viễn dưới underground. Nói chứ tao thương mày lắm, miền Nam không ghét mày đâu. Cho dù tụi tao coi thường mày lắm nhưng mày nhất quyết không ghét mày đâu. Mở rộng hình ảnh ra underground bằng cách bố láo, thì tụi tao biến nó thành di ảnh trong vùi vĩnh viễn dưới underground.